Cuộc sống của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh ở tuổi 51 Hạn chế xuất hiện ở game show, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh dành thời gian cho những sở thích cá nhân tham gia biểu diễn ở các sân khấu trong và ngoài nước. Dịp Tết vừa qua, khán giả mới có dịp gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh trong vở diễn Ra Duyên Anh Cưới Em tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi vắng bóng nhiều game show từ đầu năm 2019, Hoài Linh chỉ nhận lịch diễn ở các sân khấu kịch trong và ngoài nước, phục vụ khán giả gần xa. Cách này đúng là cực, nhưng tôi không có cách nào khác. Tôi thấy vui và đã với nghề, anh chia sẻ. Phía sau ánh đèn sân khấu, Hoài Linh có cuộc sống giản dị và có phần kính tiếng. Ngoài chăm nom nhà thờ tổ, nam nghệ sĩ dành thời gian cho những công việc giản dị, trồng cây, thu hoạch rau củ. Trong một lần ghé thăm người anh thân thiết, các Phượng bày tỏ anh đi phục vụ khán giả hết mình, về nhà cũng làm vườn vất vả. Hoài Linh dành nhiều tình yêu thương cho thiên nhiên. Đầu tháng 1, 2020, anh có dịp đến thăm làng hoa Sa Đéc Đồng Tháp và thích thú khám phá Hồ Sen. Hoài Linh từng chia sẻ anh cực lực làm việc để hoàn thiện tâm niệm xây dựng nhà thờ tổ khi ước nguyện hoàn thành anh dần rút lui khỏi các chương trình nhường cơ hội cho đàn em tập trung nhiều hơn cho ngành sân khấu lần hiếm hoi hoài linh đi nghỉ dưỡng tại maliva anh tận hưởng cuộc sống bình yên vắng bóng khỏi showbiz vốn nhiều ồn ào hoài linh gắn liền hình ảnh với trang phục áo bà ba khăn rằng anh thường xuyên diện chúng trên thảm đỏ hay nhiều sân khấu kịch chính sự giản dị ấy giúp anh nhận được nhiều tình cảm từ khán giả mũ lưỡi trai dép lê áo thun cũng là phong cách yêu thích của hoài linh hoài linh còn giản dị trong chuyện ăn uống anh không ngại ăn cơm hộp cùng đàn em trong hậu trường trong những chuyến lưu diễn xa nam danh hài hay ăn những món quen thuộc bánh mì cá khô canh bầu tranh thủ những chuyến lưu diễn hoài linh cũng dành thời gian hội ngộ anh chị em ruột dịp kỷ niệm 26 năm sang mỹ em trai ca sĩ dương triệu vũ kể cả đời anh đã lo cho gia đình và các em hy sinh tất cả để lo lắng và may mắn khi anh có được thành tựu ngày hôm nay dẫu anh có làm nghề gì đi nữa thiếu thốn vật chất cỡ nào thì gia đình đối với anh vẫn là số một dương triều vũ bày tỏ anh thấy vui khi anh trai dần nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống thay vì vất vả như trước đây